chăng bữa thiên nick cứ chỉ topic sân thân muối đại topic rồi bao nhiêu cứ convenient food đó convenient food bên đây ta ha để cái thu hơi sập sập vấn đề được không rụng đúng chăng đó cái convenient food are easy to prepare nghĩa chăng cái control rồi bao convenient food nữa control thà cái này dây ta ha nó mới sửa không cà riếp chậm cái ăn dây hướng vì healthy mình healthy về cheap rồi còn về expensive thoải tháo ăn dễ cái anh dễ ta rướng nghe xuống không cả đẹp chọn chân cái control nha controlling idea mà dừng nè chúng ta pick cứ convenient food nè controlling idea cứ easy to be pair this is the third topic sentence the average American teenager consume enormous quantity of junk food. So in this example, the topic sentence is the average American teenager, right? This one, topic sentence, the topic, yeah, the topic is the average American teenager. And controlling idea about the topic state that the American teenager eat junk food. See, so American teenager eat junk food. This is the topic and this is the controlling idea. So what can we expect from this topic sentence? For the rest of